mới mẹ đưa dọn mình vô coi ra bự đi. Mới mới sầm sầm mấy nó. Rồi gái men cua, gái men cua rồi. Một hai ba đấy. Gái tôi ba đang đi lên. Hey!
bà mới bảo là đẹp bây giờ mình đem được bây giờ gọi là cơ cho mẹ đó đấy giờ mới lên đòi trước đi đang quay đây Yeah.
con kia đi nhất gì ra được rồi đi nhất gì ba tư năm có còn tư nữa tư đấy à ba năm là năm là nhất gì ba nương luôn năm với cái dây dây phật nữa đi vô chứ lên đặt không có à? Hai ngày em đi. Lên hai ba lần thôi. Hai ngày đi kê nhau nói chuyện. Hai ngày đi chưa bắt tay nhau nói chuyện là nè ghé tôi một lần là nói chuyện chuyện tư chuyện lên lại tâm sư là đó cả cái đi cái nói chuyện bên đây. Chị bỏ tư nữa nữa. À được. À cái đi cái nói chuyện vui đi. Chuyện vẫn rơi nhau rồi, tụng 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 là bố đó. Thôi kiếm cái đánh gì thì bà mà gì mà gì được thì bà được. Bố cố rồi. Ba là vui lắm rồi. Được 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 rồi. Để họ vô mình lá cái này rồi mình thắt mít. Lá gì nữa? Lá lấy cơ mà lá chứ. Lấy cơ mà bố ấy đưa. Nó về mẹ như là tổ bốn. Tổ bốn hay đầm luôn. Tổ bốn là giống hết đâu á. Tổ bốn có giống năm ngoại mình nữa. Nó là tổ bốn mới chứ. Giờ nếu là tổ ba. Mấy như tổ ba tổ bốn tổ năm bắt tay nhau gần nhau đây. Rồi tổ bốn với nhất, tổ ba với nhì, ba tổ năm là về thì thứ ba. Rồi được rồi là vui vẻ rồi, còn cơ được rồi. Sân nhà mày, sân nhà để đi còn cơ hết. Có kia đi nữa là cũng vui vẻ rồi. Nhất có nhi có. Có nhất, có nhi. Có nhi bị bệnh hè. Ba, nhi kia ba đâu. Ba, phụ ba. Tuyệt vời rồi, tổ năm ơi. Ba, phụ ba, bắt chồng phụ ba. Tôi năm ba. Ba như phụ ba. Mẹ hết rồi. Chị hết.